Hôm nay ngày 2 tháng 6 năm 2023, tức ngày 15 tháng 4 âm lịch, đại lễ kính mừng Phật Đản Phật lịch 2567 được tổ chức trang trọng trên khắp các nước. Ngày lễ Phật Đản đã trở thành lễ hội lớn của tăng ni, tín đồ Phật tử và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trang trọng nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần hòa bình giữa đạo với đời. Hòa chung trong không khí đó, cộng đồng Phật giáo Đà Nẵng đón mừng đại lễ với tất cả tấm lòng thành kính thiêng liêng. Những ngày này, đại lễ Phật Đản được các chùa trên địa bàn thành phố tổ chức long trọng trang nghiêm. Ngay sau nghi lễ trao cờ cùng nghi thức dân hoa kính mừng Phật Đản, ban trị sự các chùa đã đọc thông điệp Phật Đản của nước Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Lắng mình trong không khí trang nghiêm ấy, các tín đồ đạo hữu Phật tử có dịp tề tựu gặp mặt để cùng hướng lòng thành về ngày Đức Phật Đản sinh. Niềm hân hoan, xúc động là tâm trạng chung của tất cả mọi người. Tôi là người Phật tử thì cứ mỗi mùa lễ Phật Đản về thì trong lòng rất là hân hoan, vui mừng và hạnh phúc. Không những là mùa Phật Đản mà hàng ngày thì chúng tôi cũng thường hành trì công phu và cũng luôn cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Dịp này các chùa trên khắp địa bàn thành phố cũng đã đồng loạt tổ chức nhiều chương trình an sinh nhân đạo, phát huy tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá sách của dân tộc. Công tác từ thiện xã hội được tăng ni Phật tử thực hiện chu đáo mà ngày càng mở rộng đối tượng thụ hưởng, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội. Trong cái đồng bào Phật giáo ở cụ thể ở các chùa và ban trị sự thì cũng rất là chú trọng về vấn đề an sinh xã hội. Thật ra cái từ ngàn xưa thì Đức Phật đã dạy như vậy rồi. Trong một câu chuyện mà Đức Phật độ cho một ông hoàng thì Ngài đã nói rằng là nhớ Phật thì hãy nhớ đến người nghèo khổ và kính Phật thì hãy giúp đỡ những người nghèo khổ. Thì đó là cái châm ngôn hành thiện độ đời của tăng ni Phật tử. Mùa Phật Đản này, ban trị sự đã tổ chức cái lễ Phật phát quà từ thiện cho quý bà con để tri ân, trước là tri ân Đức Phật, sau nữa là chia sẻ tình cảm và những cái khó khăn đối với bà con Phật tử. Đến thăm và chúc mừng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các chức sắc, tăng ni, Phật tử trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trên lĩnh vực an sinh xã hội. Nhân dịp Phật Đản trong Phật lịch 2567 hôm nay, thì chúng tôi cũng tiếp tục mong muốn các quý chư tôn đức giáo phẩm, quý đồng bào tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử của Phật giáo thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy những cái truyền thống tốt đẹp của mình, tiếp tục phát huy cái tinh thần đạo pháp, dân tộc và xã hội chủ nghĩa để mà cùng đoàn kết đồng thuận, cùng ủng hộ với thành phố trong cái chủ trương phát triển của mình. Lễ Phật Đản là ngày lễ trọng đại được tổ chức hàng năm vào rằm tháng 4 âm lịch để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Đây là dịp tăng ni, Phật tử cùng hướng về với tinh thần phát huy tinh hoa của đạo Phật và trao truyền tới tất cả mọi người thông điệp của Đức Phật Thích Ca về hòa bình, hòa hợp, khoan dung, nhân ái. Từ nhiều năm nay, mùa Phật Đản luôn mang đến sự hoan hỷ, hạnh phúc không chỉ với các tăng ni, Phật tử mà còn lan tỏa các giá trị nhân ái đến với mọi tầng lớp nhân dân.